Liên tục chương trình là một điểm blog, kỳ này do Gia Minh phụ trách. Thưa quý thính giả, việc một số đại biểu Quốc hội Việt Nam trong phiên thảo luận toàn thể về tình hình kinh tế xã hội tại hội trường vào sáng ngày 1 tháng 11 vừa qua, đưa ra đề nghị phải bỏ phiếu tín nhiệm đối với những thành viên chính phủ, trong đó có cả Thủ tướng, đối với những khiếm khuyết trong công tác điều hành đất nước, đã thu hút được sự chú ý của nhiều tầng lớp dân chúng. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên các đại biểu Quốc hội tại Việt Nam tỏ rõ vai trò đại diện cho cử tri của họ. Giới viết blog cũng đã có những phản ứng nhanh ngay sau khi truyền thông loan tải những tin tức từ nghị trường trên truyền hình và trên mặt báo. Góc Sậy blog đăng lại biên bản Quốc hội thảo luận tại hội trường trong hai buổi ngày 1 tháng 11 vừa qua. Biên bản được cho hay ghi lại theo băng ghi âm dài đến hơn 40 trang khổ giấy A4. Mở đầu cho ngày thảo luận là phát biểu của ông Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, kết thúc là phát biểu của ông Ngô Tử Nam, đại biểu tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, phát biểu được xem như là những phát súng làm nóng nghị trường trong ngày thảo luận hôm ngày 1 tháng 11 là phát biểu của ông Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi đồng Quốc hội, đại biểu Lạng Sơn. Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Minh Thuyết được Góc Sậy blog cho link để người xem có thể liên kết đọc hết. Trong phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường có sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như nhiều vị bộ trưởng trong chính phủ, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đưa ra đề nghị nguyên văn như sau. Căn cứ Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết để Quốc hội lập Ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm thành viên chính phủ khi để xảy ra sai phạm ở Vinashin. Cuối kỳ họp Quốc hội sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên chính phủ liên quan. Để tạo điều kiện cho công tác của Ủy ban lâm thời, tôi đề nghị Quốc hội tạm đình chỉ chức vụ các vị có liên quan. Đề nghị vừa nêu của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết được sự đồng tình của một số đại biểu khác như ông Lê Văn Quân, đại biểu tỉnh Thanh Hóa, bà Phạm Thị Loan, đại biểu thành phố Hà Nội, ông Huỳnh Ngọc Đáng, đại biểu tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, các blog chủ yếu trích lại những bài viết đăng trên các báo tường thuật khá chi tiết những phát biểu của những đại biểu, mà không đưa ra bình luận riêng của các blogger, như blogger Quê Choa trích đăng bài quyết liệt truy trách nhiệm vụ Vinashin của mạng Vietnamnet. Blog Nguyễn Xuân Diện trích đăng bài nghi vấn có bao che trong vụ Vinashin trên VN Express. Riêng blogger Trương Duy Nhất, dù có trích lại bài viết trên báo mạng Sài Gòn Tiếp Thị, vẫn có một câu dẫn là đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng và các thành viên qua vụ Vinashin. Liệu dám làm và làm được không? Vì sao các blogger chỉ trích đăng lại bài viết trên các báo mạng mà không có những ý kiến riêng như trước đây khi có những sự kiện lớn xảy ra tại Quốc hội Việt Nam như việc bỏ phiếu với đa số không thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam hồi tháng 6 vừa rồi? Blogger Mẹ Nấm lý giải. Blogger đang bị đặt vào cái tình trạng gọi là nó gần đèn đỏ, thành ra cho nên mọi người cũng cẩn trọng và e dè trong những gì mình viết lắm. Cái thời điểm này, cho nên em nghĩ là những cái blogger mà gọi là nhạy cảm đó, họ cũng chưa đưa ra bình luận gì nhiều về cái vụ này đó. Ngoài ra, blogger Mẹ Nấm cũng bày tỏ sự dè dặt trước một sự kiện gây chú ý cho nhiều người, như đề nghị lập Ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm thành viên chính phủ khi để xảy ra vụ Vinashin, tạm ngưng chức họ để điều tra và bỏ phiếu tín nhiệm vào cuối kỳ họp này. Thì khi em đọc cái tin là bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội thì mừng thì không mừng đâu. Khi nào mình thấy nó thực hiện thì mình mới mừng. Nhưng mà dù sao cái chuyện nó công khai về việc bỏ phiếu tín nhiệm cái cá nhân lãnh đạo nào đó thì nó cũng là một tín hiệu đáng mừng cho cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên kết quả thì còn phải chờ xem cách thực hiện thì mới biết được, tại vì cũng đã có rất là nhiều cái biện pháp gọi là kêu gọi tiến trình dân chủ, thay đổi tiến trình dân chủ nhưng nó không có kết quả. Thì biết đâu được đó, Quốc hội đã mất niềm tin của nhân dân quá rồi, qua cái đợt một số lấy cái ý kiến như bô xít từ này nọ thì có thể đây là đòn lấy lại uy tín của Quốc hội thì làm sao, cho nên là khi nào mà thấy thì mới tin. Một blogger đồng thời cũng là đại biểu Quốc hội, ông Dương Trung Quốc, có ý kiến về đề nghị mà đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cũng như một số đại biểu khác đưa ra hồi ngày 1 tháng 11 tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam tại hội trường. Tôi thì nghĩ rằng là cái việc bỏ phiếu tín nhiệm thì đã được ghi trong hiến pháp rồi, ghi trong những luật pháp có, nhưng mà hiện nay chúng ta lâu nay chưa thực hiện được. Thì nếu mà được đặt ra thực hiện thì tôi xét là cái ý kiến của một vị đại biểu Quốc hội phải được tôn trọng.
Thì còn đương nhiên nó phải đi qua tất cả các quy trình để tìm được sự đồng thuận chung của tập đoàn của Quốc hội ở trong việc này. Việc gì thực thi cái luật đã có thì là chuyện bình thường. Vừa qua, blog tin tức hàng ngày có đăng lại bài viết của tác giả Phan Thanh Bình trên Thông Luận, tựa đề "Đừng buộc tội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng". Bài viết đặt vấn đề những buộc tội khá nhiều gần đây đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng ông này bất tài, không có khả năng quản trị, dẫn đến những sai phạm, tổn thất lớn cho đất nước như vụ Vinashin, rồi để tình trạng tham nhũng tràn lan. Như thế có cơ sở hay không? Tác giả Phan Thanh Bình đưa ra so sánh giữa hai thủ tướng Naoto Kan của Nhật Bản và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam. Theo tác giả này, thì Thủ tướng Nhật Bản có thể nói những gì ông ấy làm và làm những gì ông ấy nói. Còn Thủ tướng Việt Nam nói những gì ông ta không làm và làm những gì ông ta không nói. Cơ sở của kết luận vừa nêu của tác giả Phan Thanh Bình được dựa trên quyền hạn mà ông Thủ tướng Việt Nam có được trong chức vụ của ông ta. Tác giả Phan Thanh Bình trích thuật lại một số phát biểu mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trong một cuộc trả lời trực tuyến với người dân trong nước. Theo đó, ông Thủ tướng phải chấp hành sự phân công của tổ chức. Tổ chức đó là Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông là một thành viên. Ông không có quyền hạn gì ngoài việc phải chấp hành mọi chỉ thị của Đảng một cách trung thành. Theo tác giả Phan Thanh Bình thì không có cơ sở để buộc tội ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và buộc tội ông là không công bằng. Lý do, theo tác giả Phan Thanh Bình, thủ phạm chính là Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra mọi sai lầm và bất cập như hiện nay. Lâu nay, mỗi khi có những sai lầm, người ta lại nại đến một lý do khá mơ hồ, đó là cơ chế gây nên. Nếu bất cứ ai hoạt động trong cơ chế đó đều mắc phải những sai lầm như thế. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền kỳ cựu tại Việt Nam, và cũng là một trong số gần 100 người viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nhân dịp bà này đến Hà Nội dự Thượng đỉnh Đông Á hôm ngày 30 tháng 10 vừa rồi. Đề nghị Hoa Kỳ áp lực chính quyền Việt Nam trả tự do cho những blogger vừa bị bắt giữ như blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, blogger Anh Ba Sài Gòn, Phan Thanh Hải, blogger Hương Trà, cùng những người hoạt động cho công đoàn tự do mới bị kết án. Lên tiếng cho biết, hoạt động đầu tiên mà những người tranh đấu như ông đang thực hiện trong công cuộc đấu tranh của mình. Thì theo tôi đó, cái mâu thuẫn chính trên toàn bộ xã hội Việt Nam hiện tại đó, là cái mâu thuẫn giữa tuyệt đại đa số người dân Việt Nam với Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở là cái đường lối dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin ấy, không thể giải quyết được vấn đề Việt Nam từ cơm no áo ấm, từ giáo dục, từ vấn đề tệ nạn xã hội, cho đến chuyện hội nhập quốc tế, cho đến chuyện phát triển Việt Nam trong thế giới mấy ngày nay. Thế thì cái cuộc chiến đấu này á, nó là một cuộc chiến đấu không có võ trang, không có tí gì là dùng đến bạo lực hết, thì khí giới hết không có. Đây là một cuộc chiến đấu tự dân tộc ta thoát ra khỏi cái anh độc tài, cộng sản, lỗi thời, vô hiệu năng. Thì đây là một cuộc chiến đấu, tôi xin thưa với quý vị, kính giả trong và ngoài nước, toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, đây là một cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện, cài răng được, không có chiến tuyến và bất bạo động. Cái cuộc chiến đấu đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong những ngày tới. Mà toàn dân tộc ta, dù kẻ là một anh nông dân hay công nhân, không để ý lắm đến vấn đề chính trị, cho đến những vị trí thức, cho đến những vị chính trị gia, kể cả đảng viên Đảng Cộng sản và kể luôn cả những người đang cầm quyền, đều thấy cuộc chiến đang diễn ra, các đường lối Bộ Chính trị đưa ra không giải quyết được vấn đề. Điển hình là về kinh tế, ví dụ hoặc là những cái tập đoàn kinh tế của nhà nước như là Vinashin. Tôi thấy ví dụ về để thấy cái sự thất bại của cái đường lối gọi là đổi mới từ năm 1986 cho đến giờ. Đường lối lỗi thời, chủ nghĩa lỗi thời, bộ máy cầm quyền vô hiệu năng, tham nhũng. Thì đương nhiên tôi nghĩ người dân không ai lại có thể ủng hộ một cái chính quyền đi theo một chủ nghĩa lỗi thời, đề ra những phương pháp lỗi thời như vụ bầu xít vân vân và vân, cho đến cái người thi hành ấy, không có khả năng vô hiệu năng mà lại tham nhũng. Thì khi mà lòng dân đã không chịu được, không ủng hộ được Bộ Chính trị với cái đường lối đó, thì đương nhiên họ không chơi với Bộ Chính trị và đi đến chỗ là cô lập Bộ Chính trị.
Trở lại đề nghị của một số đại biểu quốc hội yêu cầu thành lập ủy ban lâm thời điều tra về vụ Vinashin, và trong khi điều tra thì phải ngưng chức vụ của những người liên quan, và cuối kỳ họp quốc hội này sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với những quan chức chính phủ liên quan, trong đó có cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì như phát biểu của các blogger Dân Trung Quốc, Mẹ Nấm, cần quan sát chờ xem, cũng như câu hỏi mà blogger Trương Duy Nhất nêu ra, liệu dám làm và làm được không? Một điểm blog kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.